mọi tầm nhìn chỉ là ảo ảnh nếu như không có nhân sự thực thi chúng ta phải có đội ngũ cộng sự và đội ngũ ekip ờ, à, thực ra thì vai trò lãnh đạo ấy, nó có mấy cái vai trò sau vai trò đầu tiên ấy, mà mọi người thấy là rất là khoai đó là lãnh đạo bản thân và chính là làm gương ấy rất là khoai nói thì rất là dễ nhưng mà gì ạ? là rất là khó làm gương ở đây là gì tức là mình phải lãnh đạo bản thân được lãnh đạo bản thân này là gì là mình phải có tư duy tích cực mình phải có thói quen tích cực mình phải quản trị được cảm xúc của mình mình phải biết đâu là ưu tiên và quan trọng để làm mình phải rèn cái năng lực tu duy quan sát phân tích đúc kết để lãnh đạo bản thân mình rất thích một câu của cô nói của lão tử à đâu con con nói của khổng tử chứ Cô nói là tiểu nhân thì soi người còn quân tử thì soi mình thì cái khó nhất ở đây là phải quay lại để hiểu mình và sửa mình được và làm gương được là câu khó nhất ngoài lãnh đạo bản thân xong bước thứ hai rất là quan trọng là phải đưa ra tầm nhìn Tầm nhìn cho toàn bộ tổ chức, cho đội nhóm và ekip của mình Khi mà một cái tầm nhìn mục tiêu đủ lớn ý, Nó tốt cho tất cả mọi người Thì nó sẽ truyền cảm hứng cho mọi người Để sau khoảng thời, thời gian khoảng một vài năm nhân viên đi cùng mình Thu nhập họ thay đổi Giá trị bản thân nó thay đổi Cuộc sống họ thay đổi Gia đình họ thay đổi Phải có một cái tầm nhìn Một cái mục tiêu để kéo mọi người về phía trước Chứ không phải kéo mọi người về phía sau Sau khi mình có tầm nhìn rồi thì bước thứ ba rất là quan trọng là lãnh đạo phải làm việc với nhân sự Mọi tầm nhìn chỉ là ảo ảnh Nếu như không có nhân sự thực thi Chúng ta phải có đội ngũ cộng sự và đội ngũ ekip Các anh chị thấy không? Các anh chị còn học kiến thức chuyên môn rất nhanh Như học kiến thức về quản trị nhân sự ấy. Các anh chị phải học rất nhiều năm Làm sao để thu hút được người tài này, Làm sao tuyển dụng được người tài, người phù hợp này làm sao để đào tạo họ này, làm sao giữ chân họ này, làm sao xây dựng chính sách khuyến khích, làm sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp này rồi xây dựng các phong cách lãnh đạo quản lý cho riêng mình làm sao để cho tổ chức đội nhóm phát triển được thì cả cái cụm và nhân sự đấy là chúng ta phải học rất là nhiều đấy là vai trò của lãnh đạo thứ ba là liên quan đến nhân sự quản trị nhân sự và câu chuyện số 4 rất là quan trọng của lãnh đạo là gì đó là kết quả lãnh đạo là phải có năng lực tạo ra kết quả bởi vì không tạo kết quả thì không ai tin mình đâu có kết quả thì đội nhóm đi lên tổ chức đi lên nhân sự đi cùng mình cũng sẽ gì ạ? cũng sẽ đạt đến thành tựu ví dụ như ở bên HBL Holding chẳng hạn thì khi mà mình sẽ có mục tiêu mỗi năm mình sẽ có mục tiêu mục tiêu dựa trên 6 khía cạnh mục tiêu về mặt tài chính mục tiêu về mặt khách hàng mục tiêu về mặt quy trình nội bộ mục tiêu mục tiêu về về gì ạ về học tập phát triển mục tiêu về trải nghiệm nhân viên và mục tiêu về liên quan đến thương hiệu doanh nghiệp đó thương hiệu tổ chức trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thì đấy là những cái mà mình cần phải làm nó là balance score card, thẻ điểm cân bằng. Mình xin nhắc lại nhé bốn cái vai trò căn bản của người lãnh đạo. Tạo gương là khoai nhất này. Thứ hai là kiến tạo tầm nhìn và mục tiêu lớn đủ hấp dẫn cho toàn bộ tổ chức. Đó là chúng ta sẽ đi về đâu trong 1 2 3 năm tới, 5 năm tới. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện liên quan về teamwork với đội nhóm nhân sự rất là khoai. Tiếp theo và câu chuyện thứ tư là phải tạo ra kết quả thì đấy là bốn cái vai trò chính của người lãnh đạo thế bây giờ đặt ra những câu hỏi với những cái gì mình vừa nói đấy thì từ một cái ông sếp mà đi lên từ dân chuyên môn đi lên là dân làm nghề đi lên dân kỹ thuật đi lên là dân chuyên gia ông có làm đúng cái đấy không ông có được nếu ông không biết ông có đi học không hay là ông khi ông lên vị trí lãnh đạo ông vẫn ấy dùng cái tư duy của một thằng làm chuyên môn ngồi về ở vị trí lãnh đạo